Ôi đi nhanh thế, người ta đã đi đâu? Người ta đã đi đâu? Ui giời, rất đẹp. Như người mẫu ấy. Ui ơi, quay chú này, đi chậm thôi. Chậm thôi, quay chú này. Rồi. Chậm tạo rồi, rồi rồi, tiến trước đi, trước đi, trước đi. Trước đi tí, trước đi tí không quay được. Ờ, trước đi tí. Trước đi tí rồi, trước đi tí rồi. Đẹp rồi, bình tĩnh rồi. Ờ, cứ tốc độ trung bình thế thôi nhá, không anh vỡ một đấy. Rồi. Đấy, cứ tốc độ thế thôi. Có cô dâu chú rể hôm nay là lãng mạn luôn. Anh Cường Nguyễn, bố có đẻ có thấy âm thần kinh đang quay. Cái gì? Yên tâm, cứ bình tĩnh thế thôi nhá, tốc độ thế thôi. Rất đẹp. Vâng anh Nam chỉ tin. Cứ tít. Rồi đấy, cũng đi chậm lại, đi quay quay đoàn mình. Cho chú rể đi trước đi. Cứ đi chậm nữa nhá. Cho chú rể đi trước. Quay thế là đủ rồi. Giờ quay đoàn, quay tất cả. Dân quê, phố quê. Rất là xì tin luôn.